Tại lượt trận cuối cùng của bảng D thuộc khuôn khổ World Cup 2022, đội tuyển Tunisia tạo bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Pháp với tỷ số 1-0. Với một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa, Pháp tung ra sân đội hình có tới chính sẽ thay đổi so với trận họ đối đầu với Đan Mạch. Và ngay lập tức, sự chân nhịp trong lối chơi của Le Blanc đã được thể hiện rõ với những phút đầu tiên chơi lấn lướt của Tunisia. Sau hiệp 1 bế tắc, đại diện của châu Phi sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi đã có bàn mở tỷ số ở ngay đầu hiệp 2. Sau khi nhận bàn thua, đoàn quân của huấn Didier Deschamps tạo áp lực lớn tuy nhiên Tunisia vẫn trụ vững trước những tình huống rất điểm đầy nguy hiểm của MAP và các đồng đội. Pháp đã kịp đưa bóng vào lưới Tunisia ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên cầu thủ ghi bàn là Griezmann trước đó đã rơi vào thế việt vị. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Tunisia. Đáng tiếc thay, đó là chưa đủ để giúp họ có tấm vé đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, Australia đã có chiến thắng tối thiểu trước Đan Mạch và chính thức cùng Pháp lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, hai cầu thủ Ben White của Anh và Nuno Mendes của Bồ Đào Nha đã phải nói lời chia tay World Cup vì nhiều lý do khác nhau. Tuyển Bồ Đào Nha vừa phải đón nhận một tin không vui ngay trước thềm trận gặp Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng. Huấn luyện viên Fernando Santos sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh Nuno Mendes trong phần còn lại của giải đấu. Lý do được đưa ra là cầu thủ thuộc bên chế Paris Saint-Germain đã bị tái phát chấn thương gần kheo và chia tay World Cup 2022. Bên cạnh Mendes, hậu vệ của đội tuyển Anh, Ben White cũng phải nói lời tạm biệt giải đấu sau khi cầu thủ này sẽ bay về Anh vì lý do cá nhân. Một tuyên bố của đội tuyển Anh vừa xác nhận, Ben White đã rời đại bản doanh của Tam Sư. Hậu vệ của Arsenal dự kiến sẽ không quay trở lại đội hình tuyển Anh trong phần còn lại của giải đấu. Theo một số nguồn tin, Ben White buộc phải rời tuyển Anh vì mâu thuẫn với huấn luyện viên Southgate. Trước đó, thủ môn Andre Onana cũng đã bị loại khỏi đội tuyển Cameroon ngay trước trận đấu với Serbia ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2022 sau những bất đồng với ban huấn luyện. Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận cuối của bảng C World Cup 2022, đội tuyển Argentina đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Ba Lan. Qua đó Messi và các đồng đội đã hiên ngang bước vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng. Ở trận đấu này, Argentina với mục tiêu phải thắng Ba Lan để chắc suất đi tiếp. Bởi vậy, sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo xanh đã gây áp lực rất lớn lên phần sân của đối phương. Phần lớn thời gian trong hiệp 1, Argentina đã kiểm soát bóng và không cho Ba Lan có bóng để chơi. Nhưng vũ công tango đã có hàng loạt cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, thủ thành Sergio đã thi đấu xuất thần và cản phá vô số cơ hội nguy hiểm của Argentina. Đáng chú ý, một trong những cơ hội bị bỏ lỡ của Argentina là pha sút hỏng penalty của Messi. Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh của Argentina đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Ngay phút thứ 46, Mark Alistair có cú sút hiểm hóc sau đường căng ngang của đồng đội, mở tỷ số cho Argentina. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 67, Julian Alvarez thực hiện cú sút không thể cản phá. Pha bay người của thủ đánh Chesney chỉ tô điểm cho siêu phẩm của chân sút số 9. Trung cuộc, Argentina giành chiến thắng 2-0 và bước tiếp vào vòng 1-8. Trong khi đó, dù thua cuộc nhưng Ba Lan vẫn lọt vào vòng 16 đội với tư cách là đội nhì bảng C với 4 điểm, bằng điểm với đội đứng thứ ba là Mexico nhưng hơn hiệu số về bàn thắng. Thưa quý vị và các bạn, vào dạng sáng ngày mùng 2 tháng 12, lịch sử sẽ được thiết lập khi trận đấu giữa Đức và Costa Rica được cầm coi bởi một vị trọng tài nữ. Đây là lần đầu tiên một trận đấu World Cup nam được điều hành bởi một trọng tài nữ. Trận đấu giữa Đức và Costa Rica sẽ được điều hành bởi trọng tài nữ Stephanie Frappart, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử World Cup làm trọng tài cho một trận đấu ở World Cup nam. Cô chia sẻ rằng World Cup Nam là giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới và cô sẽ biết cách để điều hành trận đấu này. Đây không phải lần đầu tiên vị trọng tài 38 tuổi làm nên lịch sử bóng đá. Trước đó, Frappard đã trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều hành trong một trận đấu tại Ligue 1 và Champions League. Hai trợ lý trọng tài trong trận Đức gặp Costa Rica cũng là hai người phụ nữ. Trước đó, Frappard là trọng tài thứ tư trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Trận đấu giữa Đức và Costa Rica sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày 2 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ ba của bảng D World Cup 2022, đội tuyển Australia đã có chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Đan Mạch. Qua đó sau 16 năm, đại diện tới từ châu Đại Dương có mặt tại vòng 1/8 ở một kỳ World Cup. Trước khi trận đấu diễn ra, cả Australia và Đan Mạch đều còn nguyên cơ hội giành tấm vé vào chơi vòng tiếp theo. Đan Mạch là đội chủ động cầm bóng và liên tục có những tình huống dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của những chú lính chỉ đều được hàng thủ của Australia hóa giải. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Australia gây bất ngờ khi không còn có cụm phòng ngự. Phút thứ 60 của trận đấu, các cầu thủ tới từ xứ sở chuột túi tổ chức một pha phản công. Tiền vệ Matthew Leckie đột phá thẳng vào vòng cấm của Đan Mạch, vượt qua hai hậu vệ đối thủ rồi bất ngờ dứt điểm chéo góc tung lưới của thủ thành bên phía Đan Mạch. Thế trận đó khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Juman bế tắc hoàn toàn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Trung cuộc Australia thắng Đan Mạch với tỷ số 1-0 và giành tấm vé đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng D. Như vậy, Australia đã trở thành đội bóng châu Á đầu tiên lọt vào vòng knock-out ở World Cup 2022. Đặc biệt hơn nữa, sau 16 năm, đây là lần đầu tiên xứ sở chuột túi vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup. Thưa quý vị và các bạn, vào 2 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 12, Tây Ban Nha sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Nhật Bản. Nếu giành chiến thắng, đại diện từ châu Âu sẽ giành ngôi nhất bảng. Theo sơ đồ nhánh đấu của World Cup 2022, rất có khả năng Tây Ban Nha sẽ chạm trán với Brazil ở tứ kết. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Luis Enrique cho rằng đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã suy nghĩ về điều này nhưng hãy tưởng tượng nếu Tây Ban Nha không muốn vị trí nhất bảng và duy trì tỷ số không đều với Nhật Bản trong suốt 90 phút thì tới phút 95, chỉ còn vài giây Nhật Bản và Costa Rica đều ghi bàn. Đó là một cành bạc và chúng tôi sẽ thua cuộc. Họ hãy tưởng tượng nếu Đức dẫn trước Costa Rica 5-0, còn Tây Ban Nha đang tìm kiếm một trận hòa, nhưng Nhật Bản ghi bàn thì chúng tôi vẫn bị loại. Vì vậy, khi bạn nghĩ rằng mình đủ giỏi để có thể đi tới trận chung kết, thì tốt nhất đừng nghĩ tới việc về nhì. Việc chạm trán với Brazil ở tứ kết đó thực sự là một điều tuyệt vời. Brazil là một cường quốc bóng đá, đội tuyển này luôn được đánh giá cao tại mọi kỳ World Cup. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút tuyển Argentina đã giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2022 với ngôi nhất bảng C. Dù chiến thắng nhưng siêu sao, đội trưởng Lionel Messi lại lập kỷ lục buồn sau khi đã hỏng phạt đền trước Ba Lan. Tình huống diễn ra ở phút thứ 37 của trận đấu giữa Ba Lan và Argentina, thủ thành Sergi đã có pha đấm bóng hụt và va chạm với Messi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định cho Argentina được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, cựu thủ thành của Arsenal đã xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền của Messi. Đây đã là pha đá hỏng phạt đền thứ 5 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đồng thời cũng là pha đá hỏng thứ hai trên tổng số bao quả phạt đền mà Messi thực hiện tại các kỳ World Cup. Lần gần nhất siêu sao 35 tuổi ghi bàn trên chấm 11m là trong trận thua 1-2 của tuyển Argentina trước Ả Rập Xê Út hôm 22 tháng 11. Trước đó, Lapuga cũng đã hỏng quả phạt đền trong trận Argentina hòa một đều trước Iceland tại trận mở màn World Cup 2018. Lần cuối cùng Messi đã hỏng phạt đền trong màu áo đội tuyển quốc gia là trận giao hữu năm 2019 khi Argentina giành chiến thắng 1-0 trước Brazil. Lần gần nhất siêu sao 35 tuổi bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở cấp câu lạc bộ là trận thắng 1-0 của Paris Saint-Germain trước Real Madrid tại Champions League. Nhìn chung, trong suốt sự nghiệp của mình, Lionel Messi đã thực hiện tổng cộng 137 quả phạt đền cho câu lạc bộ và tuyển quốc gia, trong đó có 106 lần thành công và 31 lần bỏ lỡ. Thành tích này đạt tỷ lệ 77%, thấp hơn mức trung bình đá hỏng phạt đền của các cầu thủ khác là 79%. Messi cùng các đồng đội sẽ gặp tuyển Australia tại vòng 16 đội World Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mùng 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ không nói về cách vận hành của hệ thống bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào triết lý bóng đá của mỗi huấn luyện viên. Tôi sẽ nói về tình huống cụ thể, chẳng hạn với trường hợp của Lionel Messi, người ta đã phân tích rất nhiều về cái việc là để cho Lionel Messi có khoảng trống và có thời gian để mà chỉnh sửa bóng thì lập tức là đối thủ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thủng lưới. Vậy thì trong tình huống mà chỉ huy hàng phòng ngự như vậy thì anh sẽ yêu cầu các tiền vệ phòng ngự như thế nào và người đá cặp là sẽ phải chơi như thế nào? À, đây là cái cái suy nghĩ của tôi thôi. Ví vâng. dụ ví dụ Messi um, có bóng thì thì không phải chỉ tổ chức một tình huống phòng ngự. À, người đặc, tất nhiên là sẽ có người áp sát rồi, nhưng người áp sát và những vị trí phòng ngự 1 2 3 4 5 Tại vì chúng ta thấy là Messi là người có thể thực hiện những cái quả bấm bóng sau sau lưng chọc khe ừ. và cái kỹ năng của anh của anh ta thì nó gọi là tuyệt đỉnh rồi. <laughs> Đấy nên là tôi nghĩ là với những cái cầu thủ như thế thì cái phương án phòng ngự nó không chỉ là phải là 1 2 mà nó phải là 1 2 3 4 5, phòng ngự 1 2 3 4 5. Sâu thế rồi ạ. Rồi, ở vị trí trung vệ. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đề cập một tiền đạo cao to và chơi theo kiểu poker tức là số 9 mũi nhọn ở trong vòng cấm thì trung vệ sẽ phải chơi như thế nào để khóa chặt được cái tiền đạo số 9 đó. Ờ à, thực ra thì xử lý về cá nhân thôi nếu mà muốn ngăn chặn ngăn chặn một tiền đạo tôi nghĩ là cả hệ thống nó không liên quan đến một cái kỹ năng nhất như nào cả. Khi à. mà cả hệ thống làm việc thì những người thì mới có thể là ngăn chặn được tầm một một cầu thủ xuất sắc còn còn trong một cái tình huống uh, cụ thể thì chúng ta có thể dùng kỹ năng này kỹ năng kia còn tôi nghĩ là muốn lại ngăn chặn một một cầu thủ xuất sắc thì nó phải cả cái hệ thống phòng ngự <laughs> vâng hiển nhiên là đối đầu với cao thủ Argentina thì Ba Lan sẽ phải lựa chọn phòng ngự phản công chắc là anh Thành không có không có phản đối cái 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 sự lựa chọn của tôi chứ ạ ờ, tôi cũng nghĩ như thế trong ừ. cái trận đấu này chắc là ở uh, Ahe người ta cũng làm đội bóng chơi tấn công người ta sẽ dâng lên thôi vâng vậy thì ba lan sẽ phải uh, triển khai như thế nào theo cái quan điểm của anh để có thể ghi được ít nhất một bàn thắng vào lưới của argentina tôi nghĩ trận đấu này uh, nó sẽ diễn ra cân bằng đấy Cân bằng. Tôi nghĩ là sẽ cân bằng đấy Cân bằng theo cái hình dung của anh Cái kịch bản và bức tranh nó sẽ như thế nào à, Tôi nghĩ là có thể Argentina đầu tiên thì Sẽ là, đội tấn công phủ đầu trước Nhưng mà nếu mà Ba Lan người ta đứng vững được không hết hiệp một thì cũng khó khăn cho Argentina đấy Ba Lan người ta khi mà người ta Nếu tôi xem họ chơi họ tổ chức phòng ngự rất là tốt Và quan trọng nhất nếu mà khi mà người ta được là đội bóng đánh giá yếu hơn Thì roski sẽ là người cầu thủ rất là nguy hiểm